tôi ở điện cho bên bác ngoại cũng muốn thành bên nội của cháu Phương, còn đối với ông ngoại của cháu Phương cũng là đang có mặt đây, để xin đại diện là người ngoại cũng xin nhận trách nhiệm hai ly rượu này cùng với nhà trai là tiếp tục dạy dỗ con cháu. Cháu Hải cũng là trở thành cháu con ở bên nhà thái chúng tôi, thì coi là chúng ta đều cùng đủ trách nhiệm để dạy dỗ con cháu làm ăn trong thời gian tới mãi mãi về sau. Thưa tổ tiên, thưa ông bà, bà táo ai để toàn bộ trang đường chào thằng à, tôi ơi, dịch vào đứng đây 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 bằng nhau đi đó. Ông là chỉ huy trưởng mà. Đứng dậy. Tổng cục trưởng đấy. Nó cười, sao bị lâu rồi? Sao bị lâu rồi? Tôi thay mặt cho mọi nhà trai được chân thành cảm ơn đại gia đình, người con, người cháu, bạn người con, người cháu đâu của gia đình chúng tôi. Chúng tôi không biết nói gì hơn. Cảm ơn tình phu thê, toàn vẹn, tình chồng, với vợ, đây là bốn ly rượu, tôi xin được đại biểu tại chứng giám giờ phút thiêng liêng nhất của hai cháu.
Con về đi, con Trương. Không có phải rửa tay nhỉ? Một người chia lại. Kì đó để nó quất xuống. Trong gì vậy? Thank you.